Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bài học lần này. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau học một số những từ vựng liên quan đến chủ đề dụng cụ học tập. Die Schulsachen. Die Schulsachen. Các bạn hãy cùng xem mình đã chuẩn bị những dụng cụ học tập nào cho các bạn nhé. Trước tiên mình có Das Mäppchen. Das Mäppchen. Die Mäppchen. Một chiếc hộp bút. Các bạn lưu ý một chút là khi mà mình viết danh từ và một dấu phẩy bên đằng sau đó là một dấu trừ thì có nghĩa là danh từ này không có sự biến đổi ở dạng số nhiều. Và một dụng cụ học tập khác cũng rất là quen thuộc đối với các bạn. Der Kugelschreiber. Der Kugelschreiber. Die Kugelschreiber. Một chiếc bút bi. Ngoài ra thì chúng ta còn có một cách gọi tắt nữa, đó là Der Kuli. Der Kuli. Die Kulis. Der Bleistift. Der Bleistift. Die Bleistifter. Một chiếc bút chì. Bên cạnh đó thì chắc hẳn là các bạn cũng đã rất quen thuộc với một chiếc bút chì kim. Chúng ta có Der Druckbleistift. Der Druckbleistift. Die Druckbleistifter. Chiếc bút chì kim. Khi sử dụng chiếc bút chì kim thì chúng ta còn cần một vật dụng nữa không thể thiếu, đó là Die Druckbleistiftmine. Die Druckbleistiftmine. Die Druckbleistiftminen. Ruột bút chì kim. Đi kèm với một chiếc bút chì thì sẽ luôn luôn là một cục tẩy hay là cục gôm. Der Radiergummi. Der Radiergummi. Die Radiergummis. Der Korrekturstift. Der Korrekturstift. Die Korrekturstifter. Một chiếc bút xóa. Ngoài ra thì chúng ta còn một dạng bút xóa nữa. Như thế này, có thể gọi là bút xóa dạng băng dính. Chúng ta gọi đó là Der Korrekturrolle. Der Korrekturrolle. Die Korrekturrolle. Das Lineal. Das Lineal. Die Lineale. Một chiếc thước kẻ. Das Heft. Das Heft. Die Hefter. Quyển vở. Das Buch. Das Buch. Die Bücher. Quyển sách. Die Schere. Die Schere. Die Scheren. Cái kéo. Các bạn lưu ý ở đây là âm SCH chúng ta sẽ đọc là sh, kiểu như là âm sờ nặng trong tiếng Việt, chứ không phải là die Schere, no? Sondern die Schere. Das Wörterbuch. Das Wörterbuch. Die Wörterbücher. Quyển từ điển. Der Spitze. Der Spitze. Die Spitze. Chiếc gọt bút chì. Ngoài ra thì cũng còn một cách gọi khác. Đó là Der Anspitze. Der Anspitze. Die Anspitze. Chiếc gọt bút chì. Der Zirkel. Der Zirkel. Die Zirkel. Chiếc compa. Das Geodreieck. Das Geodreieck. Die Geodreiecke. Chiếc thước kẻ Ecke để kẻ góc vuông. Ngoài ra chúng ta không thể thiếu một dụng cụ nữa. Đó là Der Winkelmesser. Der Winkelmesser. Die Winkelmesser. Chiếc thước đo độ.
Còn đây là der Notizzettel. Der Notizzettel. Die Notizzettel. Giấy để mình ghi chú. Der Taschenrechner. Der Taschenrechner. Die Taschenrechner. Chiếc máy tính bỏ túi. Một dụng cụ rất là quen thuộc đối với các bạn ngày nay. Das Tablet. Das Tablet. Die Tablets. Máy tính bảng. Chúng ta không đọc là das Tablet, sondern das Tablet. Còn đây là der Laptop. Der Laptop. Die Laptops. Chúng ta không đọc là der Laptop, sondern der Laptop. Chiếc máy tính xách tay. Der Schnellhefter. Der Schnellhefter. Die Schnellhefter. Đây là một file lưu trữ tài liệu dạng mỏng như thế này. Der Klebestift. Der Klebestift. Die Klebestifter. Đây là chiếc hồ dán dạng thỏi. Der USB-Stick. Der USB-Stick. Die USB-Sticks. Một chiếc USB. Der Locher. Der Locher. Die Locher. Đây là một chiếc dập lỗ giấy. Der Hefter. Der Hefter. Die Hefter. Chiếc dập kim giấy. Der Ordner. Der Ordner. Die Ordner. File đựng tài liệu. Der Textmarker. Der Textmarker. Die Textmarker. Đây là chiếc bút đánh dấu. Đây là một vật hơi nhỏ một chút. Der Büroklammer. Der Büroklammer. Die Büroklammern. Chiếc kẹp giấy. Das Klebeband. Das Klebeband. Die Klebebänder. Chiếc băng dính. Hier ist eine Rolle Klebeband. Hier ist eine Rolle Klebeband. Đây là một cuộn băng dính. So, das war's. Hy vọng là trong bài ngày hôm nay thì các bạn đã có thể học thêm được một số những từ vựng mới, cũng như là có thể luyện tập lại cách phát âm của những từ vựng này. Nếu như các bạn có bất kỳ mong muốn hay gợi ý chủ đề nào cho những bài học tiếp theo thì đừng ngần ngại cho mình biết ở dưới phần bình luận nhé. Đừng quên theo dõi kênh YouTube của mình để có thể xem được những video bài học một cách sớm nhất, và kết nối với mình trên Facebook để có thể nhận được nhiều hơn nữa những chia sẻ, kinh nghiệm cũng như là những tài liệu học tiếng Đức nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.